Đây trang chặt đất nha các bạn. Đồng này đồng Long Sơn, Long Sơn, Long Châu, An Giang. Tràng này chặt dán, chứ không phải chặt sắt. Lái máy ghê không? Chặt dán này thì nó im hơn là của chặt sắt, nhưng mà chặt sắt này nó ít bị cong, ít bị dên hơn là chặt dán này. Cái chiếc chặt dán hôm bữa với chặt sắt hôm bữa mình quay là chiếc đó là ở trong là đổ nước á. Còn bạn Phan Nguyễn thì nói có đổ nhớt nữa. Đổ nhớt thì nó ít bị xét hơn, còn đổ nhớt thì chắc đẩy luôn xuyên suốt được. Còn mấy cái mà đổ nước chắc xong mùa là người ta bỏ nước hết quá, đổ nước rồi bỏ hết. Tài này lái quá lái rồi, chặt quá nhanh rồi. Nay ngay số 5 Long Sơn nha các bạn. Bữa nay thì bắt đầu làm đất nhiều lắm rồi. Thôi mình quay thì chỉ mới bắt đầu thôi. Ở cánh đầu ngoài đường nhựa ngoài thì người ta xả rồi. Cánh trong này gần mương số 5 trong này thì làm nhiều lắm rồi, làm đất nhiều lắm rồi. Ở GD nữa là Giang Đông. Máy này chắc D28 quá. Hôm bữa mình nhớ bạn nào chỉ mình cái phân biệt cái chỗ tay quay này nữa. Cái D28 này nó khác khác D30, D33 rồi nè. Mình chạp quá nhanh nè. Lái cũng quá lái. Chặt này chặt dán cây. Dán chạc này mình thấy nó chạc im hơn là cái loại chạc sắt. Mà chạc sắt thì nó hạn chế được cái vụ mà cong dên rồi đó, nứt nẻ rồi. Tài này chạy quá chạy ghê, còn lái máy kìa.
máy sớ qua bên kia sớ rồi. Đi mà hai máy sới đi qua kìa. Chúng mình đây thì làm 3 vụ mà, cho nên cắt lúa xong rồi làm đất nhanh lắm, tranh thủ làm. Anh ai nấy làm mà chứ không có làm đồng loạt như mấy vùng khác. Ở đây thì mấy máy cày lớn thì sớ tắt đầu, sớ khô cơ mà. Còn lại thì máy xích với máy con sớ. Mà coi ông ôm cua quyết liệt luôn. Ấp bờ rồi dướng bờ hơi nặng máy. Chạy chặt dán cây. Ngắt quá ngắt. Ngắt bật luôn vô bật luôn. Dán chạc này mình thấy nó chạc im hơn là cái loại chạc sắt. Mà chạc sắt thì nó hạn chế được cái vụ mà cong vên rồi đó, nứt nẻ luôn. Gì đó có chiếc máy xích nằm ở đó nữa. Bệnh nữa, nó buồn gì nữa. Trời ơi, ngon ngắt, ngắt nhìn đau máy luôn. Chạy quá chạy à. Ghê luôn, lái máy rồi. Rồi đó. Hai con máy sớ xuống ruộng chứ cái ô dữ quá. Qua leo vào.
đi mai 26 đi qua kìa.